Chào mừng anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương và tiếp tục xạ hàng ở đầu năm mới cho anh em với phiên bản Lexo X8 Tập Plus mẫu 2024 phục vụ anh em khách hàng, cho việc chúng ta căn chỉnh các chế độ bass chống chét theo sở thích cá nhân và chúng ta có thể nâng cấp trực tiếp cho dàn máy âm thanh để tăng hiệu quả cái dạng bass chống chét với những cặp loa phòng hát gia đình. Đó chính xác là những gì mà Lexo X88 có thể mang lại cho mọi phòng hát gia đình, và đây là phiên bản mới nhất 2024 để phục vụ anh khách hàng, và giá thành bên cả anh em đang xả đầu năm mới 1.100.000 đồng thôi. Trong đó bên em bao ship toàn quốc, tặng dây dẫn kết nối và hàng sẽ được bảo hành tới 1 năm, hỗ trợ là cài sẵn tất cả tính năng tốt nhất cho anh em phục vụ phòng hát gia đình, các anh em trở nên chuyên nghiệp hơn rất là nhiều, căn chỉnh theo ý thích riêng của mình. Các giải bass chống chét luôn luôn là một cái gì đó mà anh em muốn sử dụng ở dàn máy âm thanh, phải không ạ? Và đó chính xác là những gì mà các anh em lựa chọn phiên bản nâng tiếng Lexo X88 để chúng ta cải thiện về các chế độ giải bass, giải trung, giải chét, đặc biệt là có thể nâng tiếng nhạc và nâng tiếng mic cho anh em trong phòng hát gia đình. Và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng trải nghiệm dòng nâng tiếng Lexo mẫu 2024 phiên bản được rất nhiều anh em lựa chọn cho phòng hát gia đình rất là ưng ý, 1.100.000 đồng thôi, một mức giá quá hợp lý cho anh em đầu năm mới rồi. Khi chúng ta muốn cải thiện về cái phần âm thanh nhạc hay là âm thanh phần mic cho phòng hát gia đình, chúng ta hãy sử dụng ngay cho em lông tiếng Lexo 88 nhé. Thiết kế giao diện đẹp mắt, đầy đủ tính năng chỉnh cơ cho anh em chỉnh các chế độ bass chung chép theo thích riêng của mình. Chúng ta tự có thể phối nhạc được và tự mình chỉnh các cái tông bản nhạc, cái bản nhạc của anh em ưa thích, chúng ta muốn nghe nhạc như thế nào, nhạc trữ tình, hàng nhạc rom top remix, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình căn chỉnh được các chế độ bass chung chép rất đơn giản với 4 phím tính năng. Góc tay trái màn hình các bác đã được nhìn thấy 4 phím âm lượng tổng cho các chế độ tính năng. Đầu tiên đó là giải bass, tiếp theo là giải lời, chế độ nhạc và cuối cùng đó là giải chép. 4 tính năng vô cùng quan trọng cho anh em căn chỉnh giải bass, chung chép, chế độ nhạc. Đấy, và có chuyển đổi tần số từ 50 sang 100Hz để hỗ trợ trực tiếp vào giải bass của loa full, đánh ra tiếng lực hơn, khỏe hơn, và âm thanh của cái giải bass các bác sẽ nghe thấy nó rất là khác biệt so với chúng ta nghe nhạc thông thường. Và khi chúng ta kích hoạt sang chế độ 100Hz thì thực sự là các bác sẽ được nghe được giải âm thanh của giải bass loa full nó tốt như thế nào. Và một lúc rất là quan trọng trong tất cả dòng lớp tiếng đều phải sử dụng đó là EQ bass, kể cả là những phiên bản đời thấp hay là những phiên bản đời cao cấp, chúng ta vẫn phải sử dụng một loop in bass ở trên này tất cả dòng nâng tiếng. Khi mà chúng ta nhấn vào in bass hiện đỏ thì tức là âm thanh nhạc nó được thông qua nâng tiếng rồi, khi đó giải bass chung chép nó sẽ có công dụng ngay lập tức và anh em có thể tự mình chỉnh được các chế độ này. Và khi chúng ta chỉnh thì ngay lập tức âm thanh nó sẽ thay đổi theo các cái chế độ chỉnh của bác, từ giải bass, giải chép hay giải lời đấy. Và khi các anh em nhạc in bass ra hoặc là chúng ta quên nhấn in bass như thế này, tức là để đèn tắt, thì âm thanh sẽ quay trở lại trạng thái hoạt động ban đầu của thiết bị âm thanh thông thường, và dường như các tính năng bass chung chép nó sẽ không có tác dụng nữa và âm thanh nó cũng sẽ nhỏ đi và nó sẽ trở lại cái trạng thái hoạt động bình thường. Còn khi mà chúng ta nhấn vào in bass thì các bạn sẽ được nghe âm thanh kích hoạt qua chế độ nâng tiếng và nó sẽ cải thiện hơn rất là nhiều so với việc chúng ta nghe nhạc bằng thiết bị âm thanh nhá. Với Lexo X88 có thêm mặt màn hình, nó nằm ngay chính giữa đây. Đây là mặt màn hình hiển thị cái logo thương hiệu đầu tiên khi chúng ta chưa cấp tín hiệu nhạc vào. Còn khi có anh em đã lấy được tín hiệu nhạc vào thì nó sẽ có một cái dải đèn LED rất là đẹp ở trên này. Đấy, chúng ta có thể sử dụng lấy tín hiệu nhạc qua các đường cổng lấy tín hiệu như là đường cổng USB, đường cổng quang phía mặt sau Bluetooth hay đường cổng aux trắng đỏ truyền thống cho anh em. Lexo 88 là một trong những phiên bản có rất nhiều các đường kết nối lấy nhạc hiện đại cho anh em lấy nhạc qua các đường cổng cắm, và bên góc tay phải cũng vậy thôi nha, cũng bao gồm các chế độ để anh em có thể chỉnh được loa phải, tức là cái lâng tiếng này nó sẽ sử dụng căn chỉnh hai loa riêng biệt, giải bass, giải tiếng, chế độ nhạc, giải chép. Đây 4 tính năng cho anh em căn chỉnh với loa trái và loa phải để nó có ký hiệu đầy đủ rồi. Đấy, 4 tính năng để anh em chỉnh với trái và bên phải cho anh em chỉnh các cặp loa. Ví dụ như chúng ta có sử dụng đến 4 quả loa thì anh em vẫn có thể là chỉnh được đấy, chi tiết và rất là riêng biệt với những quả loa như vậy. Đấy, âm lượng tổng của kênh A và kênh B được thiết kế có đèn nét rất là đẹp mắt. Ok, và với phiên bản Lexo 88 này thì anh em có thể nâng cấp cho với âm ni này, ghép nối trực tiếp với lại vang này để nâng tiếng nhạc, nâng tiếng mic này, hay là chúng ta có thể ghép trực tiếp vào loa kéo lượng. Và cái mẫu sản phẩm này thì có thể nâng cấp với bất kỳ một thiết bị nào cho dàn máy âm thanh gia đình để tăng cái độ hiệu quả với bass chung chép. Ok, và ngay bây giờ thì cùng anh em trải nghiệm âm thanh thực tế đến từ phiên bản nâng tiếng Lexo 88. Ở trong quá trình test thì em Tùng cũng sẽ nhấn rất nhiều lần cái nút in bass để các bác thấy được sự khác biệt. Một nâng tiếng khi mà chúng ta kích hoạt theo chế độ âm thanh qua in bass thì âm thanh sẽ được cải thiện và thay đổi như thế nào. Các bác hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh tốt nhất của sản phẩm này nhá. Đây là qua lưng tiếng này bác, không qua này, đây là tiếng âm thanh thông thường thôi, qua lưng này, không qua. Đây là
âm thanh đến từ phiên bản Lexo 88, các bạn nghe âm thanh giai điệu của các giải bass chung chép như thế nào ạ? Rất là tuyệt vời các bạn, khi mà các bạn em đứng cạnh loa như em thì các bạn sẽ cảm nhận âm thanh tốt thực sự như thế nào đến phiên bản này. Khi mà chúng ta kích hoạt cái chế độ in bass thì âm thanh từ giải bass này đánh ra tiếng nó cũng khỏe hơn. Em cảm giác như cái lực của loa full này, âm thanh của giải bass thì nó âm thanh nó tốt hơn nhiều. Và hay là cái giải lời và giải check nó cũng góp phần nó làm cái sáng cái tiếng của cặp loa ra. Thế khi mà chúng ta sử dụng cái cặp loa mà có nhiều giải bass quá, hoàn toàn có thể kích hoạt thêm một chút chế độ giải check để anh em nghe được cặp loa sáng tiếng hơn khi chúng ta nghe những cái bản nhạc vàng hay là bản nhạc trữ tình. Chúng ta cần có giải lời tốt, chúng ta vặn cho em cái phần tiếng lời này lên. Khi mà chúng ta nghe nhạc với lông tiếng nó cũng sẽ khác biệt hơn. Âm thanh nhạc sáng sạch, ổn định cao, bass chung check hiệu quả theo sở thích cá nhân, và đó chính xác là những gì mà lông tiếng Lexo X88 có thể mang lại cho phòng hát gia đình. Và ngày hôm nay cũng là những cái ngày đầu tiên bên em Tùng khai xuân với cái phiên bản lông tiếng Lexo X88, đây là phiên bản 2024. Khi anh em cần mua con lông tiếng hay và chất lượng hãy đến ngay cửa hàng Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979629336 để em Tùng phục vụ anh em với một trong những phiên bản cực kỳ hot của năm nay, lông tiếng Lexo X88 với mức giá khuyến mại đặc biệt nhất 1.100.000 đồng bao ship tận nơi, bảo hành tới 1 năm. Anh em nhận hàng được phép kiểm hàng và thanh toán sau, bên em sẽ hỗ trợ cả tất cả tính năng tốt nhất và tặng quyền sử dụng miễn phí cho anh em nữa. Và video của em Tùng xin dừng lại tại đây, anh em thấy hay thì ủng hộ em bằng cách là nhấn like và ký kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương cập nhật video liên tục bên em. Xin chào các bạn, các bạn là các anh em ở những video tiếp theo nhé.